Xin chào các em, hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau trong tiết học âm nhạc lớp 4. Và để thực hiện tốt nội dung này, các em chuẩn bị cho cô vở thực hành âm nhạc lớp 4 do công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng thuộc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành, và đi kèm là phần mềm IC Books. Với phần mềm này, các em có thể tự học, tự ôn luyện, kiểm tra, đánh giá năng lực của mình mọi lúc, mọi nơi. Và bây giờ, cô trò mình sẽ vào tiết học đầu tiên với nội dung ôn các bài hát và các ký hiệu âm nhạc đã học ở lớp 3. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại một số bài hát các em đã được học ở lớp 3 và một số ký hiệu âm nhạc như khuôn nhạc, quả son, hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt móc đơn và dấu lần đen, dấu lần đơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là bài tập thực hành ôn lại một số bài hát ở lớp 3. Đầu tiên, các em hãy nghe giai điệu của bài hát Quốc ca và hãy cho con biết tác giả của bài hát Quốc ca là ai. Mời các em lắng nghe. Như vậy là các em đã nghe được giai điệu bài hát quốc ca, một bài hát rất là quen thuộc đối với lứa tuổi học sinh. Các em trả lời đúng tên tác giả của bài hát, có rất là vui vì điều đó. Và bây giờ chúng ta qua bài thứ hai, đó là bài ca đi học. Cô mời các em nghe lại giai điệu của bài ca đi học. Như vậy các em đã nghe giai điệu của bài hát bài ca đi học và đã trả lời đúng tác giả của bài hát là nhạc sĩ Phan Trần Bản. Các em rất là đã khen. Và bây giờ các em sẽ nghe giai điệu của bài hát tiếp theo, là bài hát Cùng mùa hát dưới trăng. Tỏa sáng xanh khu rừng, thỏ mẹ và thỏ con.
với bài hát Cùng Mùa Hạt Dưới Trăng, các em đã điền đúng tên tác giả là nhạc sĩ Hoàng Lân. Các em rất là giỏi, vì sau một thời gian khá dài mà các em vẫn nhớ được tên của tác giả của từng bài hát, như vậy là rất là đáng khen. Chúng ta đã hoàn thành phần bài tập thực hành thứ nhất, và bây giờ phần bài tập tiếp theo là các em chọn đáp án đúng hoặc sai. Phần này cô sẽ hướng dẫn cho các em trong phần mềm iSports. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 2 với nội dung điền đúng hoặc sai vào các ô sau. Khóa son được viết bắt đầu từ dòng kẽ nhạc thứ mấy? A. Thứ 2, B. Thứ 3, C. Thứ 4 và D. Thứ 5. Các em hãy chọn một đáp án theo các em là đáp án đúng. Các em bắt đầu. Các em sử dụng phần mềm iSports để tích vào ô đáp án đúng. Cảm ơn các em. Và bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu với đáp án, kiểm tra lại phần bài tập của mình. Đáp án đúng ở đây là A. Khóa son được viết bắt đầu từ dòng kẽ nhạc thứ hai. Các em kiểm tra và xem đáp án, đối chiếu với đáp án của mình. Các em làm rất là đúng. Xin chúc mừng các em. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Các em hãy trình bày các nốt nhạc dưới đây, gồm có các hình nốt trắng, nốt đen và nốt móc đơn. Ghi lên khuôn nhạc. Các em có thể viết với bất kỳ hình nốt nào mà các em thích. Các em hãy làm theo cô hướng dẫn. Các em kích chuột trái giữ chặt vào một nốt nhạc bất kỳ các em yêu thích, rê chuột đến vị trí bất kỳ trên khuôn nhạc, các em nhả chuột trái ra và thả nốt nhạc trên ô nhạc mà các em lựa chọn. Như cô đang làm mẫu. Hoặc các em có thể vào phần hướng dẫn, kích vào ô màu đỏ trên góc phải, các em sẽ thấy một bài ví dụ mẫu và các em làm tương tự như bài ví dụ mẫu. Với khuôn nhạc thứ hai, các em thực hiện tương tự. Xin cảm ơn các em. Như vậy chúng ta hoàn thành bài tập số 2. Như vậy chúng ta đã hoàn thành phần bài tập số 3. Và bây giờ các em qua phần bài tập số 4. Em hãy trình bày các hình nốt dấu lằn dưới đây. Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, dấu lằn đen, dấu lằn đơn. Lên khuôn nhạc có thể viết bất kỳ ký hiệu nào mà các em thích. Tương tự với bài tập số 3. Các em hãy điền các hình nốt và các dấu lằn vào khuôn nhạc cho cô. Các em vừa làm và theo dõi phần hướng dẫn trên màn hình của cô. Các em kích chuột trái vào một nốt nhạc bất kỳ và rê chuột trái đến vị trí của khuôn nhạc, đặt bất kỳ vào dòng kẽ nhạc nào mà các em yêu thích. Cô đã làm mẫu ở khuôn nhạc thứ nhất, khuôn nhạc thứ hai. Các em thực hiện theo phần hướng dẫn của cô. Các em có thể vào. Như vậy các em đã hoàn thành tốt các bài tập
trong nội dung của bài học hôm nay. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành nội dung tiết 1 âm nhạc lớp 4. Về nhà các em có thể truy cập phần mềm iCBooks để ôn lại các kiến thức đã học và chuẩn bị cho bài mới. Tiết 2, học bài hát Chúng Em Yêu Hòa Bình. Bây giờ xin chào và hẹn các em ở tiết 2.